Rồi để cô chia sẻ. À, cô chia sẻ. Sao mấy cái bao coi của cô đồ để đâu mất tiêu rồi? Các bạn đi chút nha. Ok vậy ta. Các bạn thấy chưa? Điều trị hội chứng mình cấp không phải tê trên. Các bạn thấy được chia sẻ màn hình rồi phải không? Tại vì cái này nó đang bị khung đỏ nè. Cho cô biết tín hiệu có gì bất thường không? Rồi chúng ta bắt đầu nha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ ôn lại khái niệm một chút xíu. À, thứ nhất là mục tiêu học tập. Trong cái bài phần này thôi là đối tượng là sau khi học xong bài này thì học viên sẽ phải trình bày được cách phân tầng nguy cơ của hội chứng mình cấp không ST trên. Thứ hai là lựa chọn được phương thức thời điểm điều trị xâm lấn tùy theo phân tầng nguy cơ. Thứ ba là trình bày được điều trị giai đoạn cấp cho bệnh nhân bị hội chứng mình cấp không ST trên, và cuối cùng là trình bày được điều trị giai đoạn sau cho bệnh nhân bị hội chứng mình cấp không ST trên. Cái bài này thì cô soạn vào những cái guideline mới nhất, đó là guideline của Hội Tiêm châu Âu 2020. Còn bên Mỹ thì nó vẫn cái lai gai là cuối cùng là ACCA 2014, chưa có thay đổi gì hết. Và đương nhiên cô lấy thêm một phần một ít ở trong cái trang, một cái phần cái chỗ mà các bạn cô rất khuyến các bạn đọc, đó là up to date nha. Rồi. Và các bạn đọc, các bạn tập đọc guideline đi, người ta sẽ chia ra là class 1, class 2 và class 3. Class 1 là bằng chứng nó rõ là nó lợi ích hơn hẳn và nó bắt buộc là nên khuyến cáo. Còn class 2 là giữa lợi ích và cái sự nguy cơ thì nó có bắt đầu có sự hơi xung đột, nhưng mà nếu mà class khuyến cáo class 2A là vẫn nên xem xét làm. Còn class 2B là cái lợi ích nó không nhiều bằng cho nên chúng ta sẽ có thể xem xét trong từng trường hợp. Còn class 3 thì là các bạn nhớ khi mà có chữ nào class 3 màu đỏ có nghĩa là cấm không nên làm. Ha. Và khi các bạn không chỉ mức độ class 1, 2, 3, các bạn còn thấy là mức độ chứng cứ là A, B, C. A là tại vì bây giờ chúng ta, các bạn nhớ, một bất cứ một cái điều trị nào là một cái điều trị chúng ta phải xuất phát từ, hoặc là chúng ta đang học y học chứng cứ. Cho nên một cái điều trị, một cái trị liệu gì đó nó sẽ có bằng chứng. Mà bằng chứng mức độ mà A là tốt nhất là bằng được từ ít nhất là nhiều cái nghiên cứu thử nghiệm mù đôi có đối chứng, tiếng Anh đó gọi là randomized clinical trials, hoặc là cái meta analysis là những cái phân tích gộp. À, còn level B là nó nhẹ, mức chứng cứ nó ít hơn, là nó chỉ từ một cái RCT randomized clinical trial hoặc là nhiều nghiên cứu mà không có phân bố ngẫu nhiên. Chắc là Y4 trường mình có được học về nghiên cứu khoa học rồi chứ đúng không? Các bạn được học chưa? Alo, trả lời cô coi nè. Dạ chưa cô ơi. À, nhưng mà đại khái nói chung á, là nghiên cứu mà nó có giá trị thì gọi là nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng. À, ví dụ bạn muốn chứng minh thuốc A tốt thì bạn phải một, nó không phải như thời xưa mình là truyền thống mấy cái y học kia là mình thấy mình chữa một bệnh mà nó tốt, à người này uống thuốc tốt thì là tốt. Mà bên y học chứng cứ là sao? Bây giờ tôi phải làm hai lô, bệnh nhân giống nhau, đặc điểm giống nhau, thuốc A uống rồi cho một bên là cho giả dược. À, mà thì cái thuốc A nó phải có hiệu quả tốt hơn với những bệnh nhân giống nhau thì mới gọi là mù đôi có đối chứng. À, thương nghị phân bố ngẫu nhiên có đối chứng, nghiên cứu so sánh hai bên như vậy thì mới chứng tỏ được là thuốc A nó tốt. Chứ nó còn lỡ đâu ông đó tự nhiên ông mù, cho nên chúng ta sẽ không, các bạn thấy hồi xưa ta đồ ông bệnh này được chữa hết, không bao giờ chúng ta thể tin như vậy. Chúng ta phải là y học chứng cứ nha.
Còn thấy 1 ca 2 ca đừng bao giờ vội tin rằng thuốc đó là có hiệu quả. Một phương thức điều trị phải được làm nghiên cứu nha, và mức và cái đó gọi là y học chứng cứ nha. Bây giờ chúng ta học là học y học chứng cứ, và mức độ bằng chứng C là trong trường hợp này nó không có những cái nghiên cứu lớn, mà thường những nghiên cứu nhỏ hoặc là ý kiến của chuyên gia, hoặc là người ta nghiên cứu sổ bộ, hoặc là nghiên cứu hồi cứu thôi, và như vậy mức độ bằng chứng này nó sẽ yếu hơn nha. Rồi chúng ta đi vào phần nội dung thì chúng ta có 3 phần là đại cương, chúng ta ôn lại về một tí xíu về hội chứng mạn cấp. Và thứ hai là chúng ta sẽ nói về điều trị giai đoạn cấp của hội chứng mạn cấp không ở trên và điều trị giai đoạn sau hội chứng mạn cấp không ở trên. Các bạn chắc đã quen với cái hình này rồi phải không? Hội chứng mạn cấp là những cái thể bệnh mà do thiếu máu cơ tim cấp. Và chúng ta sẽ có 2 nhóm bệnh chính mà các bạn đã học với thầy Hảo năm ngoái, là khi chúng ta đo điện tim thì nếu ST chênh lên, không chỉ chênh lên mà chênh lên kéo dài, ta dùng chữ là persistent, thì chúng ta sẽ có nhóm gọi là gì các bạn? Nhồi máu cơ tim cấp, ST chênh lên. Còn nếu ST không chênh lên hoặc là ST chênh lên nhưng thoáng qua thì chúng ta sẽ nhóm gọi là không ST chênh, thì chúng ta sẽ có 2 nhóm bệnh là đau thắt ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim mà không ST chênh. Và bề mặt biểu hiện lâm sàng giai đoạn đầu của cái nhóm này, bệnh nhân vô, bệnh nhân thăng đau ngực, các bạn đo ST chênh lên kéo dài, nó qua đây chúng ta sẽ xử trí một cái bài riêng bởi vì cơ chế bệnh sinh nó riêng. Còn cái nhóm này thực sự lúc đầu các bạn mới đo điện tim, các bạn thử men tim mấy mục mà chưa có, các bạn sẽ không phân biệt được là đau thắt ngực không ổn định hay nhồi máu cơ tim không ST chênh. Phải ít nhất là 2 lần thử men tim, nếu mà nó thay đổi thì chúng ta sẽ có nhồi máu cơ tim không ST chênh. Còn nếu mà men tim nó không thay đổi thì trong trường hợp mà nếu đó là cái đau ngực này do bệnh mạch vành thì nó sẽ là đau thắt ngực không ổn định. Các bạn nhớ chưa? Nhưng mà cô xin nhắc lại, một bệnh nhân đau ngực vô, nó có thể những nguyên nhân đau ngực không do tim. Tôi đang nói là do tim mà tim tới mà đến tới mạch vành. Chứ không phải giờ, tại vì có một số bạn Y3 biện luận rất là buồn cười. Tôi hỏi bây giờ bệnh nhân vô nó đau bao tử thì đương nhiên ST nó không chênh lên. Rồi cái nó nói không phải STEMI. Nhưng mà rồi men tim bình thường. Cái nó kết luận rằng đau thắt ngực không ổn định, vậy là không được, mình cũng phải chẩn đoán phân biệt những trường hợp mà đau không do tim khác nữa, hoặc là nguyên nhân do tim nhưng không dính tới hội chứng mạch vành cấp, hay tới mạch vành, các bạn cái đó là phải nhớ. Và đây là một cái hình mà các bạn thấy không, đây là người ta cắt ngang một cái động mạch vành, một hình tử thiết. Nếu mà cơ chế bệnh sinh là gì các bạn nhớ chưa? Đối hội chứng mạch vành cấp mà nếu tại sao chúng ta có 2 nhóm khác biệt là bởi vì đối với ST chênh lên thì cơ chế nó là gì các bạn nhớ chưa? Nó nhớ lại ha. Huyết khối nó bích hoàn toàn lòng mạch vành. Đương nhiên là thường là cái mảng sơ vữa nó nứt, nó vỡ hoặc là nó loét gì đó, nó tạo kích thích tiểu cầu với tới đường máu tới, nó bích hoàn toàn thì chúng ta sẽ có ST chênh lên. Còn nếu huyết khối bích không hoàn toàn là vành trên cái mạch vành, trong một cái mảng sơ vữa rồi á, thì chúng ta mới có không ST chênh nha. Cho nên 2 nhóm này thì hậu quả khác nhau, sinh lý bệnh khác nhau, cho nên điều trị khác nhau. Đối với cái ST trên các bạn thấy như sao, nó bích hoàn toàn là mạch mạch vành một nhánh thượng mạch, động mạch vành thượng mạch chúng ta có 3 nhánh chính mà các bạn nhớ không? Bên thanh trưng thì nó có nhánh liên thất trái trước xuống, nhánh mũ bên bên động mạch vành phải. Và vì nó bích hoàn toàn một nhánh động mạch lớn cho nên là hậu quả đen cơ tim nó rất là nhiều. Cho nên điều trị nó sẽ có những cái chuyện mà nó khẩn cấp hơn so với hội chứng mạn cấp không ST trên. Và không ST trên thì các bạn thấy không, do mạch vành nó không có bích hoàn toàn cho nên cái quyết định điều trị của chúng ta nó sẽ tùy theo phân tầng nguy cơ. Còn các bạn nhớ bên đây nó bích rồi cho nên cái sao nguy cơ hoại tử cơ tim mà chết một vùng cơ tim lớn là nhiều hơn, mà cơ tim chết nhiều hơn, nếu các bạn học nhớ là cái bài hội chứng mạn cấp thì sao, hậu quả về mặt điện học, về mặt công năng của cơ tim nó sẽ nhiều hơn. Và về mặt dịch tễ thì hiện tại thì sao, với cái điều trị mà bây giờ tiến bộ về mặt điều trị mà nhiều hơn, hay là bây giờ người ta điều trị phòng ngừa tiên phát nhiều hơn, thứ phát nhiều hơn, thì người ta dịch chuyển, người ta thấy là càng ngày cái thằng mà bây giờ bệnh nhân được dùng statin sớm hơn, bệnh nhân được dùng aspirin sớm hơn, bệnh nhân chỉ có
thì người ta thấy là bây giờ tỷ trọng trong hội chứng bằng cấp thì cái thằng mà không ST trên càng ngày nó càng nhiều hơn so với thằng semi, là chỉ kết các bạn sẽ thấy. Cái thứ hai là cái do cái những cái định nghĩa mới và bây giờ người ta thử được những cái xét nghiệm mà men tim á, nó có độ nhạy rất là cao, cho nên là giữa cái nhóm mà đau thắt ngực không ổn định và nhồi máu không ST trên thì càng ngày cái tỷ trọng mà nhồi máu cơ tim không ST trên nó càng cao hơn. Tại vì hồi xưa tôi giả dụ như cách đây 20 năm chúng ta chỉ có CPK, chúng ta chỉ có troponin y bình thường, không có siêu nhảy, thì như vậy mấy cái đó mà không có tăng là chúng ta tính đau thắt ngực không ổn định, nhưng mà thật sự nó là những cái ổ vì nhồi máu. Còn bây giờ chúng ta có troponin siêu nhạy, xét nghiệm nhanh hơn, thì chúng ta sẽ có thực ra nó là nhồi máu không ST trên, nhưng mà cái ổ vi nhồi máu nó nhỏ hơn. Rồi. Và như vậy thì đối với hội chứng mình cấp không ST trên, bên cạnh cái cơ chế hàng đầu mà tôi đã nói với các bạn là huyết khối, đây là thường cái mảng xơ vữa ha. Cái mảng xơ vữa này thường là sao? Cái lõi lipid nó rất là nhiều, cái mỡ, cái vỏ nó mỏng thì nó nứt vỡ ra, hoặc là cái cơ chế thứ hai là nó bị loét, nó kích thích các yếu tố đông máu tiểu cầu tới tạo cục fibrin, cục máu đông, nó tắc mà tắc không hoàn toàn. Trên cái đó là cơ chế chính. Thì ngoài ra có một số trường hợp khác có thể gây ra hội chứng bệnh cấp không ST trên, đó là co thắt mạch vành, hoặc là mất cân bằng cung cầu, và một cái cuối cùng là mạch vành nó không có huyết khối hình thành tại mảng xơ vữa, nhưng mà cái mảng xơ vữa nó càng ngày nó càng dày lên, dày lên, dày lên. Và người ta thấy rằng nếu mạch vành mà nó bị hẹp trên 90% so với đường kính của nó thì bệnh nhân sẽ bị thiếu máu cơ tim, sẽ xuất hiện triệu chứng đau ngực ngay cả khi nghỉ ngơi. Và cái bài điều trị hôm nay chúng ta sẽ nói chủ yếu là điều trị của cái nhóm nguyên nhân đầu tiên và nguyên nhân hàng đầu, đó là tắc không hoàn toàn huyết khối hình thành tại chỗ rồi mà vành ở có một cái mảng xơ vữa là cơ chế chính nha. Còn ba cái này là tôi không có nói, bởi vì ba cái này thì cơ chế bệnh sinh khác, chúng ta sẽ điều trị khác biệt hơn và nó ít gặp hơn. Đây là một cái hình cho các bạn thấy ha. Khi mảng xơ vữa nó bị nứt, nếu mà huyết khối kích thích các yếu tố đông máu tới, muốn nhắc lại một lần, bích hoàn toàn mạch vành, chúng ta có điện tâm đồ, chúng ta có ST trên lên kéo dài, chúng ta có STEMI, và điều trị của chúng ta là phải làm sao các bạn? Tái thông mạch vành càng sớm càng tốt để cứu cơ tim. Còn nếu không bích hoàn toàn là trong cái bài hôm nay nè, thì chúng ta có hội chứng bệnh cấp không ở trên, thì chúng ta sẽ có đau thắt ngực không ổn định hoặc là non STEMI. Và đương nhiên dù các bạn không điều trị gì, nếu bệnh nhân còn sống không bị những cái biến chứng cấp như là loạn nhịp thất hay gì đó, thì về thời gian thì nó cái mặt cái huyết khối này nó cũng sẽ tự tiêu mất, và bệnh nhân sẽ trở về lại một cái trạng thái gọi là ổn định hơn, gọi là bệnh mạch vành mạn. Nói chung là một bệnh nhân mà có bệnh lý mạch vành mà do xơ vữa thì là một bệnh lý kéo dài và cả đời, nhưng máu sẽ thay đổi giữa lúc cấp và lúc mạn. Nếu mảng xơ vữa ổn định, chúng ta có bệnh nhân bệnh lý vành mạn, mảng xơ vữa có một ngày đẹp trời, nếu bệnh nhân không kiểm soát yếu tố nguy cơ tốt thì nó mất, nó vỡ, nó loét, thì nó tạo huyết khối, chúng ta là cấp. Và như vậy đây là một bệnh kéo dài cả đời, và các bạn nhớ rằng điều trị là điều trị cả một cuộc đời bệnh nhân. Chúng ta không chỉ điều trị cấp mà sau đó chúng ta phải giáo dục và cho những bệnh nhân điều trị phòng ngừa thứ phát nha. Rồi, như vậy điều trị giai đoạn cấp, điều trị đầu tiên vô chúng ta gặp chúng ta làm gì? Chúng ta phải có những cái điều trị chung. Sau đó chúng ta mới phân tầng nguy cơ và chọn lựa chiến lược điều trị và thuốc chống huyết khối. Điều trị chung là gì? Các bạn gặp một cái ca vô mà nó đau. Cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải nhận ra được cái gì các bạn biết không? Lo đi hỏi bệnh sử đau ngực, trong khi bệnh nhân phù phổi tới nơi rồi, bệnh nhân loạn nhịp thất, bệnh nhân tụt huyết áp. Cho nên cái chuyện đầu tiên là phải nhận biết là bệnh nhân đang có những cái biến chứng nguy hiểm thì xử trí. Lúc đó đừng có lo mà hỏi bệnh sử nha. Nó để tôi hỏi bệnh sử, tôi làm bệnh án xong là bệnh nhân chết luôn. Các bạn phải nhận ra bệnh nhân có đang tím không, bệnh nhân có đang suy hô hấp không, bệnh nhân tụt huyết áp không. Những các biến chứng nguy hiểm là các bạn phải xử trí liền nha. Rồi, điều trị chung chúng ta có thể cho thở oxy. Một cái rất là quan trọng đó là chúng ta phải giảm đau cho bệnh nhân và giảm lo âu.
chúng ta phải cho thêm ức chế beta cho chạm cân canxi, statin và các điều trị khác. À, tôi sẽ đi vô từng phần. Đương nhiên cái phần điều trị xử trí biến chứng là cái này là một cấp cứu chung, bạn thấy bệnh nhân ngừng tim, bạn thấy bệnh nhân phù phổi, bệnh nhân tụt huyết áp. À, và các bạn nhớ rằng những bệnh nhân mà có hội chứng bệnh cấp đau ngực này là những cái bệnh nhân vô là các bạn, tôi nhắc lại một chuyện mà trong cái phần kia tôi vẫn nói kỹ, là chẩn đoán là các bạn phải gắn điện tâm đồ lên, các bạn để đọc trong vòng 10 phút nha. Và nghi hội chứng bệnh cấp là ngay lập tức trước khi chúng ta xử trí là chúng ta phải gắn một cái monitoring. Bởi vì 50% là nó sẽ, nếu mà bệnh nhân mà nó chết đột ngột là nó do biến chứng loạn nhịp thất và nó biến đổi rất là nhanh. Các bạn phải gắn monitor theo dõi bệnh nhân là cái chuyện đầu tiên. Nha. Gắn monitor theo dõi rồi. Sau đó nếu không có biến chứng cấp chúng ta sẽ coi. Và chúng ta hồi xưa trước năm 94, 95 thì người ta thường là cho thở oxy thường quy mọi bệnh nhân thiếu máu cơ tim, bởi vì người ta nghĩ rằng sao, à bây giờ bệnh nhân đang oxy đang thiếu máu phải không, thôi mình cho thêm tí oxy nữa, biết đâu nó thêm oxy cho cơ tim, đúng không? Nhưng mà các nghiên cứu sau này cho thấy rằng nếu bệnh nhân không thiếu oxy, chúng ta cho vô sẽ làm tăng cái sự co mạch và tăng sức đề kháng, gây thiếu máu cơ tim nặng hơn. Cho nên từ năm 2020 đối với Gala châu Âu và từ 2014 đối với Hoa Kỳ là chúng ta chỉ thở oxy cho bệnh nhân nếu độ bão hòa oxy máu dưới 90%. Rồi, người ta đang đau lăn lộn, các bạn nhớ các bạn phải giảm đau cho bệnh nhân. Giảm đau không chỉ có ý nghĩa là về mặt là làm cho cuộc chất lượng của bệnh nhân, cuộc sống bệnh nhân tốt hơn, nhưng mà cái quan trọng nếu bệnh nhân đau thì là bệnh nhân lại cường giao cảm nhiều hơn và lại kích thích thiếu máu cơ tim nhiều hơn. Và cái khác biệt là sau này, hồi xưa nếu các bạn biết là người ta hay giảm đau bằng morphine thì bây giờ cái đó không được dùng hàng đầu, mà giảm đau hàng đầu đối với hội chứng bệnh cấp không ST trên, lỡ nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên là cái gì, chúng ta dùng nitrat, chúng ta cho ngậm trước, sau đó chúng ta sẽ truyền tĩnh mạch. Nếu chúng ta chỉ cho khi nào nếu bệnh nhân để giảm đau ngực hoặc bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh nhân suy tim. Và nhớ nó có những cái chống chỉ định mà các bạn phải biết. Đương nhiên chuyện đầu tiên là nếu huyết áp thấp dưới 90 chúng ta không truyền, bởi vì thuốc này làm giãn mạch tụ huyết áp. Hai, các bạn phải nhớ là nhồi máu cơ tim thất phải. Ba là những trường hợp mà giảm được hẹp đường ra buồng tống thất trái, ví dụ như hẹp van động mạch chủ nặng, cái này là bắt buộc các bạn cho vô là sẽ tụt huyết áp. Và cuối cùng có một cái này là bệnh nhân mới dùng ức chế phosphodiestera, các bạn biết thuốc này không, mấy đứa con trai chắc biết quá, biết gì không, Viagra đó, có đứa nào xài chưa, trả lời tôi coi nè. Hả, alo, Dạ biết chưa cô. Viagra à, chưa hả? Đó thì nếu bệnh nhân xài những thuốc như là người ta gọi là sildenafil, Viagra là tên hàng hiệu sildenafil, thì chúng ta phải ngưng trong vòng 24 giờ. Còn có thuốc tadalafil chúng ta phải, thì nếu trong vòng 48 giờ thì chúng ta phải rất cẩn thận, bởi vì cái thuốc này nó sẽ làm tụt huyết áp nếu chúng ta dùng chung với nitrat. Bởi vì các bạn nhớ không, cơ chế nó là giãn mạch, nó mới giãn mạch mấy cái thể hàn, nó mới gây là tăng cương cho mấy cái ông mà giảm libido đó, nhớ không, nhớ chưa? Nhưng mà thực ra bây giờ các bạn nhớ, y khoa nó tiến bộ rất là nhiều. Cái thuốc này đầu tiên á, là người ta chế, là người ta đâu có phải là người ta dùng đầu tiên là người ta dùng, nghĩ là người ta nghĩ tim mạch, mà ai ngờ tim mạch thì nó chưa được, nhưng mà nó lại có tác dụng giúp đỡ quý ông ha. Nhưng mà ngoài ra bên cạnh cái chuyện mà để tăng cường sinh lý thì có một chỉ định mà bây giờ đang được dùng rất là nhiều ở những bệnh nhân tăng áp phổi nguyên phát. Cho nên dù bệnh nhân nữ các bạn cũng phải hỏi nha. Nhưng mà cái nhóm mà tăng áp phổi nguyên phát thì cực kỳ là ít chứ không phải là không. Thì những bệnh nhân tăng áp phổi nguyên phát thì vẫn có thể được kê toa là sildenafil hoặc tadalafil nha. Đừng có nghĩ đầu óc mà mình nó đen quá thì không được nha. Rồi. Còn nếu chỉ khi chúng ta cho nitrat hoặc là bệnh nhân chống chỉ định nitrat
mà cũng còn đau không nào dạy được thì chúng ta mới dùng tới morphine tim tĩnh mạch. Lý do là sao? Người ta đã thấy rằng ở một số nghiên cứu, nếu chúng ta dùng morphine ở những bệnh nhân bị hội chứng bệnh cấp thì sau đó nó có tăng nguy cơ tử vong. Mà người ta thấy sao vậy các bạn biết không? Người ta thấy rằng cái thuốc này khi chúng ta chích vô thì nó sẽ làm chậm hấp thu một số thuốc ức chế thụ thể P2Y12, là một thuốc kháng cái tập tiểu cầu cực kỳ quan trọng trong hội chứng vành cấp. Cho nên chúng ta chỉ dùng khi bệnh nhân đau quá hoặc chống chỉ định đi ra. Và một chuyện nữa các bạn nhớ không, giảm đau. Cái này là đau do thiếu máu cơ tim cho nên đương nhiên paracetamol không có xài. Và tất cả các kháng viêm không steroid cũng không được dùng nhé, ngoại trừ aspirin. Và corticoid cũng vậy nha, các bạn dùng vô thì sao? Nó sẽ tăng cái tạo huyết khối và nó làm chậm quá trình lành sẹo, đặc biệt với corticoid, cho nên chúng ta không dùng NSAID. Các bạn học vật lý chưa? Y4 học vật lý chưa? Alo. Y4 học vật lý chưa Y4? Dạ rồi cô. À vậy thì tôi ghi chữ NSAID là các bạn biết là thuốc gì phải không? Tại vì Dạ. cô đang để cái chế độ màn hình là slideshow cho nên cô không biết là bạn nào raise hand gì hết. Cho nên các bạn nào mà không hiểu hoặc là các bạn thấy cô nói nhanh thì các bạn đành phải nói chứ cô không biết là các bạn đang nói cái gì hết, nghe chưa? Rồi, và chúng ta những bệnh nhân mà đang dùng quá kích động, người ta nói rằng là chúng ta phải dùng an thần. Là bởi vì sao các bạn biết không? Tại vì nếu bệnh nhân stress, bệnh nhân cũng tăng hoạt giao cảm và tăng hoạt giao cảm sẽ tăng nhu cầu oxy cơ tim. Chúng ta muốn điều trị hội chứng bệnh cấp, bệnh nhân đang bị thiếu máu cơ tim cấp thì chúng ta phải làm mọi cách để giảm nhu cầu oxy cơ tim. Cho nên bệnh nhân đau đớn, bệnh nhân lo âu là sẽ tăng nhu cầu oxy cơ tim nha. Và nó có giá trị nhân văn nữa, bệnh nhân đau đớn hoảng loạn, nguyên tắc là chúng ta phải làm sao bệnh nhân đỡ sợ hãi, nên cho bệnh nhân nằm phòng yên tĩnh. Mà thật sự tôi rất tiếc là ở điều kiện Việt Nam mình chúng ta chưa có được như thế này. Ở nước ngoài bệnh nhân sẽ có mỗi bệnh nhân một cái box riêng cho nó thanh tịnh yên tĩnh, còn bệnh nhân mình vô phòng cấp cứu thì rất là kinh hoàng. Và nhắc lại là tất cả các bệnh nhân bị ghi hội chứng bệnh cấp giai đoạn đầu các bạn phải đặt đường truyền. Và bệnh nhân này nằm ở đâu các bạn? Nằm ở phòng CCU hoặc là ở chỗ nào là hoặc là săn sóc đặc biệt, chứ cái này chưa có nằm cái khoa thường đâu nha, tại vì phải gắn monitor theo dõi nha. Và một cái điều trị nữa cũng rất là quan trọng đối với hội chứng vành cấp chung, đó là ức chế beta. Tại sao ức chế beta? Nó làm giảm nhiều, nó giảm tần số tim, nó giảm co bóp cơ tim. Như vậy sao nó giảm nhiều nhu cầu tiêu thụ oxy cơ tim, như vậy nó giảm thiếu máu cơ tim. Và chủ yếu những cái nghiên cứu mà nó chứng minh rằng ức chế beta làm giảm tử vong, giảm thiếu máu cơ tim, giảm tái phát là ở những cái bệnh nhân, trong các nghiên cứu của bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên, gọi là STEMI. Nhưng người ta ngoại suy ra đối với những các bạn nhớ nhé, chúng ta vẫn dùng đối với bệnh nhân hội chứng bệnh cấp không ST trên. Và chúng ta nên dùng trong 24 giờ đầu nếu bệnh nhân không có chống chỉ định. Chỉ trừ trường hợp nào bệnh nhân đang có nguy cơ bị choáng tim. Hay là bệnh nhân ít nhất có tối thiểu 2 chống chỉ định là gì? Đương nhiên bệnh nhân đang suy tim xung huyết, đang phù phổi clip 2 không ai dùng hết, bệnh nhân nhịp tim chậm quá, bệnh nhân đang hen phế quản, bệnh nhân bị block dị thất. Còn ngoài ra có một số bệnh nhân không có chống chỉ định nhưng mà cũng nên tránh dùng, ví dụ bệnh nhân nhiều yếu tố nguy cơ choáng tim, thứ nhất là biết ít nhất hai yếu tố, ví dụ như là tuổi trên 70, tần số tim nó trên 110 hoặc huyết áp dưới 120, hoặc là mình chưa rõ chức năng thất trái mà mình nghĩ ca này nhiều khả năng là nó suy si bơm thì chúng ta phải rất cẩn thận. Rồi còn chạng kinh canxi chúng ta sẽ dùng khi nào? Thường chúng ta sẽ không dùng, chỉ trừ khi sao chạng kinh canxi nó cũng có vai trò giãn mạch vành, và nó cũng có thể, nếu mà nhóm non-steroidin thì nó có thể làm giảm tần số tim, làm giảm nhu cầu oxy cơ tim. Chỉ dùng khi nào chống chỉ định ức chế beta hoặc là ức chế beta không đủ kiểm soát động lực.
Và có một cái quy định cực kỳ đặc biệt đối với chế canxi, đó là những trường hợp mà mình nghi rằng bệnh nhân này bị hội chứng mình cấp không phải do mà huyết khối Bích mãn xơ vữa mà do co thắt mạch vành. Đặc biệt là các bạn biết mấy cái bệnh, mấy có một trường hợp mà co thắt mạch vành mà không biết hồi đó thầy Hảo có dạy các bạn không, là những cái bệnh nhân mà nó dùng cocaine á bạn, ma túy, nó sẽ bị đau ngực chứng mình cấp mà do co thắt mạch vành, thì trong trường hợp đó chúng ta không nên dùng ức chế beta mà chúng ta dùng dạng kênh canxi. Và một thuốc nữa các bạn cũng không được quên trong vòng 24 giờ đầu, đó là atorvastatin, statin cường độ cao, đó là atorvastatin 80 g hoặc rosuvastatin 20 tới 40. Vai trò của nó là gì các bạn? Nó giúp ổn định mảng xơ vữa nha. Bất kể mức LDL cholesterol, đương nhiên một bệnh nhân hội chứng phình cấp vô là chúng ta bắt buộc phải làm một cái bi lăng. Hồi xưa mà các bạn nếu trong sách giáo khoa cũ thì bài chẩn đoán hội chứng phình cấp vẫn là tôi viết, nhưng mà sau này là thầy Hảo dạy rồi, thì các bạn phải làm bi lăng lipid máu. Nhưng mà dù LDL thấp cỡ nào chúng ta vẫn phải cho liều cao trong vòng ít nhất 6 tới 8 tuần trong giai đoạn của hội chứng phình cấp, với mục tiêu của nó là ổn định mảng xơ vữa nha, chứ không chỉ là cholesterol. Rồi, và đây là những cái tóm lược các bạn thấy không? Và như vậy thì cái gì được khuyến cáo class 1 nào? À, thứ nhất là giảm đau, là chúng ta cho nitrat, ức chế beta vào. Và sau đó chúng ta tiếp tục ức chế beta. À, và ức chế canxi là trường hợp nào các bạn? Vasospastic angina là đau ngực do co thắt mạch vành, hoặc là những trường hợp, và trong trường hợp đó thì chúng ta nên dùng ức chế canxi chứ không nên dùng ức chế beta. Và đó là class 2A, mức chứng cứ B. Còn tất cả cái này các bạn thấy class 1 và mức chứng cứ nó chỉ là C, là bởi vì chúng ta không có nghiên cứu nhiều trên không ST trên, mà chúng ta chỉ ngoại suy tử ST trên mà thôi. Và đây là cái khuyến cáo chung, điều trị chung của ACC AHA, gọi là hai, thực ra là hai, đây là hai cái hội tim mạch lớn nhất của Hoa Kỳ nha. Các bạn thấy không, thở oxy thì dưới 90%, nitrat mình cho xịt hoặc mình cho ngậm, ở đây Việt Nam mình giờ không có viên ngậm, mình xịt nha, sau đó mình truyền. Giảm đau các bạn thấy không, và nhớ là NSAID là phải ngừng, ức chế beta trong vòng 24 giờ nếu mà mình không có chống chỉ định, và mình phải xét lại. Ức chế canxi nếu sao, nếu bệnh nhân không có chống chỉ định. À, và cô nhắc lại là ức chế canxi chống chỉ định nhiều hơn, đặc biệt là đối với non-dihydropyridine, vì nhóm này nếu có suy tim là chúng ta không dùng. Và chúng ta đặc biệt dùng là trong trường hợp mà ức chế beta không đủ kiểm soát, hoặc là chống chỉ định, hoặc là ức chế, hoặc là bệnh nhân đau thắt ngực, à, xin lỗi, đau hội chứng mình có không phải trên mà do co thắt mạch vành. Và nhớ là phải cho thuốc statin cường độ mạnh. À, các bạn vừa mới học với thầy Việt cái bài điều trị rối loạn lipid máu, các bạn biết rồi phải không? Hai thuốc mà statin cường độ cao đó chỉ có là atorvastatin từ 40-80 là rosuvastatin 20-40 nha. Nhưng mà thực ra bây giờ có một cái bài mới, người ta nói rằng là đối với người châu Á thì chúng ta chỉ nên dùng rosuvastatin 20 mà thôi, không nên dùng liều 40. 40 thì nó tăng cái độc tính độc cơ đối với người châu Á rất là nhiều nha. Rồi, bây giờ gặp một cái ca mà hội chứng mình có không ST trên, thì các bạn biết rồi, cái điều quan trọng á, nó khác đối với hội chứng mình cấp không ST trên là sao, mạch vành nó không bị bít hoàn toàn, như vậy cái vùng cơ tim mà nó bị hoại tử, nó bị chết, nó sẽ không nhiều. Cho nên không phải là chúng ta bắt buộc như cái bên nhồi máu cơ tim có ST trên là chúng ta tái tưới máu càng sớm càng tốt, mà chúng ta sẽ phân tầng nguy cơ. À, thì hội tim châu Âu năm 2020 người ta ra là chỉ còn 3 nhóm mà thôi. Nhóm thứ nhất là phân tầng nguy cơ rất cao. Rất cao khi nào? Thứ nhất, các bạn cũng biết rồi, nếu bệnh nhân rối loạn huyết động hoặc bệnh nhân bị choáng tim chữ CS là cardiac shock á, chắc chắn là nguy cơ tử vong nó cao rồi. Thứ hai là bệnh nhân đau ngực kháng trị dù mình cho thuốc rồi. Thứ ba là bệnh nhân bị những cái loạn nhịp đe dọa tính mạng, thường chủ yếu là nhanh thất hoặc là rung thất, mà mình đánh số điện nó ra rồi ha.
hoặc là biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim, các bạn nhớ lại đi, nó sẽ bị gì, thủng vách liên thoát, nó bị đứt dây chằng, nó gây hở van hai lá cấp, cái này là bắt buộc là biến chứng cấp, chúng ta phải xử trí cấp. Hoặc là bệnh nhân suy tim mà rõ ràng cấp mà do cái hội chứng bệnh cấp không ST trên, thì những cái này là chúng ta tính là nguy cơ rất cao. Và có một cái mới của 2020 là nếu các bạn thấy điện tâm đồ có ST trên xuống trên 1 mm ở ít nhất 6 chuyển đạo cộng với ST trên lên ở AVR 3 hoặc V1. Các bạn đã từng thấy cái điện tim như thế này chưa? Các bạn sẽ để ý ha. Thì những cái trường hợp này, đây là cái tình huống mới đây nè. Thì những cái trường hợp này là những cái trường hợp, tình huống này là tình huống mà người ta thường nó sẽ là tắc ngay thân chung hay là tắc ba nhánh mạch vành, hẹp ba nhánh mạch vành. Đây là những cái tình huống mà nguy cơ rất cao. Còn nếu không có những yếu tố này mà có một trong những yếu tố này thì chúng ta sẽ tính là nguy cơ cao. Thứ nhất là mình chẩn đoán sao bệnh nhân là nhồi máu không ST trên, có nghĩa là sao các bạn? Có men tiềm tàng. Thứ hai là điện tim có thay đổi ST tệ. Thứ ba là chúng ta dùng thang điện Grace. Các bạn có nhớ lại bài của thầy Hảo không? Alo hay quên rồi. Các bạn dùng áp, các bạn tính điểm Grace trên 140. Và đương nhiên chúng ta thật sự mà nói, các bạn suy nghĩ đi, chúng ta chỉ cần tính, nếu mà bệnh nhân đã có men tim tăng hoặc là STT thì đương nhiên nó tự động ô tô nó đã là high risk rồi. Thường tôi chỉ bắt sinh viên tính Grace khi nào? Khi bệnh nhân đau ngực nhưng mà không có men tim tăng, không có biến đổi STT thôi, chứ còn nếu có nó thì vô high risk thì tính gì cho nó mất công nữa, đúng không? Mặc dù các bạn sẽ thấy có những người rất là cứng nhắc sẽ tính Grace luôn, nhưng mà các bạn thấy nếu mà nó đã men tim tăng, nó nhảy vô high risk rồi, chúng ta tính gì cho nó mất công. Và có một cái mới người ta cũng tính vào high risk, đó là bệnh nhân vô mà nó ngưng tim rồi, bây giờ mình hồi sinh lại rồi, mình nhồi tim lại, mình hồi sức lại, nó có tim lại mà điện tâm đồ nó không thấy ST trên, mà mình vẫn nghĩ là do hội chứng mình có hội ST trên, hoặc là bệnh nhân bị choáng tim à, thì chúng ta trường hợp này chúng ta sẽ nghĩ là high risk. À, còn low risk, các bạn biết tiếng Anh không? Very high risk là nguy cơ rất cao, high risk là nguy cơ cao. Và low risk là sao? Bệnh nhân không có tiêu chuẩn của very high risk, cũng không có tiêu chuẩn của high risk mà chỉ có tiêu chuẩn, thì chúng ta sẽ là nguy cơ thấp. À, phân tầng nguy cơ làm gì? Tại vì nguy cơ càng cao thì điều trị chúng ta càng phải quyết liệt và sớm sủa. Nguy cơ thấp thì chúng ta có thể đủng đỉnh từ từ, bởi vì các bạn nghiệm ra đi, nguy cơ thấp là gì? Bệnh nhân vô đau ngực, đúng không? Mà không có men tim tăng, điện tâm đồ không thay đổi gì hết mà đau ngực kéo dài, không có nối gần ấy động, không có phi bơm gì hết. Thì thật sự mà nói, chưa chắc ca này đã là đau ngực do bệnh mạch vành. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng một bệnh nhân mà xác suất mà mắc hội chứng bệnh cấp cao thì thường bệnh nhân đó tiên lượng tử vong, nguy cơ phân tầng nguy cơ nó cũng cao. Còn một bệnh nhân ví dụ như trẻ ha, không có yếu tố nguy cơ tim mạch gì hết, không thuốc lá, không tiểu đường, không có mãn kinh, không không gì hết rồi à, không tăng huyết áp gì hết, tự nhiên vô cái thang đau ngực không điển hình, điện tâm đồ thì đo tới đo lui bình thường, men tim thử 2-3 lần bình thường, thì bệnh nhân đó là sao, nó nằm trong cái nhóm này, có nghĩa là xác suất, không chỉ xác suất mắc hội chứng thành công thấp, các bạn coi, nếu mà coi bài của cô đi, và đương nhiên thì tiên lượng tử vong, cái này là phân tầng nguy cơ tử vong nè, nó cũng sẽ à. Còn những bệnh nhân nào mà nó càng gợi ý đúng nó là hội chứng thành cấp thì sao, thì tiên lượng của nó cũng sẽ xấu hơn vậy thôi nha. Rồi, người ta phân tầng nguy cơ là gì? Nếu nguy cơ mà rất cao thì cái người ta muốn là cái gì các bạn biết không? Gary, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải cho bệnh nhân chụp mạch vành trong vòng 2 giờ kể từ khi mà bệnh nhân sao trình diện gặp được nhân viên y tế và được chẩn đoán. À, các bạn thấy chưa, có 2 giờ thôi là chúng ta phải cho đi chụp mạch vành, và nếu chúng ta can thiệp được là chúng ta can thiệp. Còn nếu bệnh nhân nguy cơ cao, à các bạn thấy không, à
Và nếu thì nguy cơ rất cao thì chúng ta sẽ chuyển qua cái trung tâm mà có PCI, có phòng can thiệp thông tin. Còn nguy cơ cao chúng ta cũng vậy, trong một ngày, trong vòng một ngày chúng ta phải chuyển qua và chúng ta sẽ chụp mạch vành và đang thiệp nếu được trong vòng 24 giờ. Còn lại không nguy cơ rất cao, không nguy cơ cao, người ta bỏ cái phân tầng nguy cơ trung bình rồi, có nghĩa là bệnh nhân này đau ngực thì không rõ ràng, không yếu tố nguy cơ, rồi điện tâm đồ bình thường, men tim bình thường, gọi là low risk rồi, thì trước khi chúng ta muốn can chụp mạch vành, chúng ta phải chứng minh rằng cái đau ngực này nó dính tới mạch vành bằng cách gì? Bằng cách chúng ta làm những cái stress test, hoặc là chúng ta cho bệnh nhân chụp CT mạch vành. Các bạn thấy không? Low risk là mình làm ischemia testing, là những cái test chẳng hạn các bạn có thể là cho làm gắn sức với hình ảnh học, siêu âm dobutamine, là các bạn cho chụp CT mạch vành. Trường hợp này đã. Chỉ có cái trường hợp mà người ta mơ và đó, như vậy đây là trường hợp này. Còn những cái bệnh nhân mà hồi nãy màu vàng chỗ này này các bạn nè, đó thì những bệnh nhân á mà đã hồi sinh tim phổi rồi, huyết động ổn mà thấy điện tâm đồ không có ST trên lên, thì người ta thay vì hồi xưa thì người ta sẽ quăng vô high risk và trong vòng 24 tiếng chúng ta cũng sẽ nên chụp mạch vành. Rồi. Rồi. Và chúng ta sẽ chụp mạch vành, chúng ta can thiệp mạch vành, đúng không? Và nếu như có một số trường hợp mình không nong được thì mình sẽ phẫu thuật bắc cầu, tái tế bào phẫu thuật bắc cầu. Trường hợp này rất là hiếm, khoảng từ 5 tới 10% thôi. Và người ta ít làm, mà bởi vì sao? Đây là một đại phẫu và nó nguy cơ chảy máu. Nếu trước đó bệnh nhân được đã cho dùng ức chế thụ thể P22, chúng ta chỉ cho phẫu thuật khi nào các bạn biết không? Bây giờ chụp mạch vành ra mà cái chỗ này á, nó không thể nào nong được, mạch vành nó phức tạp quá, nó gập góc quá. Và thường để quyết định phẫu thuật thì người ta phải có một cái tính cái thang điểm Santa tắc để người ta coi là nguy cơ của can thiệp với phẫu thuật cái nào lợi hơn. Cái này các bạn chỉ biết thôi, các bạn không cần biết. Cái này là có một cái hot team, bác sĩ can thiệp và bác sĩ phẫu thuật sẽ ngồi bàn lại với nhau, ca này đang vừa chụp xong luôn, cái tính là ca này nong được hay là chúng ta nên phẫu thuật. Trường hợp thứ hai là sao? Bây giờ đã can thiệp rồi nhưng mà thất bại, hoặc là bệnh nhân có biến chứng cơ học, tại vì bệnh nhân thủng quách liên thất, bệnh nhân hở van hay lá cốc, thì đằng nào các bạn cũng sẽ phải phẫu thuật. Rồi trong trường hợp đó chúng ta mới phẫu thuật bắc cầu mạch vành. Có nghĩa là sao các bạn biết không? Người ta sẽ dùng những cái cầu nối, thường là động mạch vú trong ha, hoặc là chúng ta vừa người ta bắt qua cái chỗ đó để mà đưa máu từ trực tiếp động mạch chủ tới cái thâu, cái chỗ hẹp của mạch vành để chúng ta tái tưới máu. Nhưng đây là một cái phẫu thuật đại phẫu và chúng ta hầu như rất ít làm trong giai đoạn cấp nha, chỉ một số trường hợp đặc biệt. Như vậy nói tóm lại, cái phân tầng nguy cơ là gì để chúng ta quyết định là chúng ta điều trị tái tưới máu ở đâu? Ở bệnh nhân hội chứng vành cấp không ST trên. Và nhớ rằng đối với hội chứng vành cấp không ST trên thì sao? Các bạn nhớ đi, mạch vành không tắc hoàn toàn, như vậy nó không quá khẩn cấp. Và nó không quá khẩn cấp thì những điều trị quá ư là aggressive, quá thứ nhất là nó không có tiêu sợi huyết. Nó có bích hoàn toàn đâu mà các bạn xài tiêu sợi huyết. Tiêu sợi huyết chỉ dùng trong nhồi máu cơ tim cấp có ST trên. Là bởi vì cái quá huyết khối nó bích cả một vành mạch thượng mạch rồi. Và nhớ cái sự khác biệt khi chúng ta học, chúng ta so sánh cho thấy là không có tiêu sợi huyết nha. Bởi vì tiêu sợi huyết thì nó có cái giá phải trả là cái gì các bạn biết không? Nó gây xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết não nha. Cho nên chúng ta, mà trong khi mạch vành nó có bích hoàn toàn đâu mà tại sao chúng ta phải take risk, chúng ta phải chấp nhận nguy cơ chảy máu não. Cho nên là không tiêu sợi huyết. Chúng ta chỉ chụp và can thiệp mạch vành qua da ở những bệnh nhân, và làm sớm nếu bệnh nhân nguy cơ cao, rất cao thì 24 2 giờ, cao 20 giờ. Và chúng ta sẽ trì hoãn nếu ở bệnh nhân nguy cơ thấp và tùy theo kết quả stress test hoặc CT mạch vành. Như vậy là chúng ta chỉ có hai phương tiện để tái tưới máu, là một là can thiệp, hai là phẫu thuật bắc cầu, và rất là hiếm và nhớ là không tiêu sợi huyết nha. Đó là rõ rồi ha. Rồi một cái thuốc nữa, một cái điều trị cực kỳ quan trọng nữa là thuốc chống huyết khối. Đây là một cái sơ đồ tóm lược tất cả các thuốc chống huyết khối chúng ta có nè.
có hai nhóm là nhóm kháng đông và nhóm kháng cái tập tiểu cầu. Thứ nhất, tập tiểu cầu mà cổ xưa nhất là chúng ta có aspirin, nó ức chế thrombocytopenia 2 là giai đoạn đầu của cái chính tiểu cầu. Ngoài ra chúng ta còn sẽ dùng một cái thuốc nữa bắt buộc, đó là thuốc ức chế thụ thể ADP hay là hoặc là thụ thể D2I12. Chúng ta có gì? Có clopidogrel, chúng ta có prasugrel, ticagrelor và cangrelor. À, thì DABT là thường chúng ta sẽ dùng kháng cái tập tiểu cầu kép là luôn luôn có aspirin và một trong những thuốc ức chế ADP hoặc P2I12. Và giai đoạn cuối là giai đoạn kết tụ tiểu cầu thì chúng ta sẽ có ức chế thụ thể IB3A. Nhưng mà 2B3A bây giờ ít dùng lắm, từ khi chúng ta đã hồi xưa chưa dùng kháng cái tập tiểu cầu kép thì chúng ta sẽ dùng 2B3A nhiều, còn bây giờ chúng ta ít dùng. À, vì các bạn biết sao, cái cục huyết khối thì nó sẽ có vai trò của tiểu cầu và các yếu tố đông máu, cho nên chúng ta muốn chống huyết khối chúng ta phải ức chế tiểu cầu và ức chế kháng đông và dùng thuốc kháng đông. Kháng đông chúng ta sẽ có những thuốc nào? Thuốc uống, chúng ta có thuốc cổ xưa là kháng vitamin K, và đương nhiên rồi các bạn biết rồi, đối với hội chứng mình cấp là chúng ta không thể nào dùng một cái thuốc mà khởi phát tác dụng rất là lâu. Kháng vitamin K nó khởi phát tác dụng là phải ba tối thiểu là 48 giờ ha. Thuốc kháng đông đường uống thế hệ mới à, thì chúng ta sẽ được, chưa có nhiều nghiên cứu đối với chứng minh không cấp không ở tề trình. Thời gian khởi phát tác dụng của nó thì nó cũng tối thiểu phải cần 2 tiếng, cho nên chúng ta ít dùng. Mà trong hội chứng mình cấp chúng ta chủ yếu dùng là chúng ta dùng kháng đông đường chích, bởi vì chúng ta cần tác dụng nhanh. Đó là gì? Có heparin không phân đoạn. À, viết tắt là USH. À, hoặc là heparin trọng lượng phân tử thấp chúng ta hay có là enoxaparin, là cái đại diện nhiều nhất, hoặc là chúng ức chế yếu tố 10A tổng hợp đó là fondaparinux, hoặc ức chế thrombin trực tiếp chúng ta có bilirubin. À, còn đường uống chúng ta có dabigatran. Các bạn thấy chưa? Và đây là con đường đốc máu. Muốn hình thành huyết khối, có huyết khối trong lòng mạch vành chúng ta có vai trò của tiểu cầu và các yếu tố đông máu, cho nên muốn chống huyết khối chúng ta phải dùng vừa kháng đông vừa kháng cái tập tiểu cầu nha. Và kháng cái tập tiểu cầu như vậy chúng ta, tôi nhắc lại nhé, có aspirin, có ức chế thụ thể P2I12 là ức chế ADP hoặc là ức chế thụ thể IB3A. Kháng đông chúng ta có heparin không phân đoạn, heparin trọng lượng phân tử thấp mà chúng ta dùng nhiều nhất là enoxaparin. Kháng 10A tổng hợp chúng ta có fondaparinux, ức chế thrombin trực tiếp chúng ta có bilirubin. À, và đây là các loại thuốc ức chế thụ thể P2I12. Thì các bạn thấy cái clopidogrel nè, chúng ta có prasugrel, ticagrelor là thuốc uống, thuốc chích chúng ta có cangrelor. Trong ba thuốc này các bạn thấy không? Clopidogrel, prasugrel nó là tiền chất. À, nó phải chuyển hóa. Còn thằng ticagrelor thì ưu điểm nó là sao? Nó không chuyển hóa. Nhưng rồi clopidogrel thì khởi phát tác dụng các bạn thấy không? 2 đến 6 giờ, trong khi chúng ta cần sao nó phải khai phát sớm chứ. Trong khi prasugrel và ticagrelor thì khởi phát rất là nhanh, chỉ gần nửa giờ sau khi bệnh nhân uống là đã có khai phát tác dụng rồi. À, và clopidogrel, prasugrel thì đặc tính nó là ức chế tiểu cầu không hồi phục. Có nghĩa khi các bạn cho bệnh nhân uống mấy cái thuốc này vô là các bạn muốn hết tác dụng thuốc, là coi như tiểu cầu nó phải tiêu luôn cái tiểu cầu đó rồi. Còn ticagrelor thì nó ức chế gọi là có hồi phục. Cho nên một khi mà bệnh nhân mà cần phẫu thuật khẩn cấp á, thì ticagrelor nó sẽ có ưu thế hơn khi một khi chúng ta ngừng so với clopidogrel và prasugrel. À, còn cangrelor là một cái thuốc mới được nghiên cứu, nó chích và nó cho nên khởi phát tác dụng nhanh, nhưng mà liệu thì nó chưa có nhiều, và khởi phát nó có thể nó cũng chỉ là rất là nhanh, chích 2 phút bắt đầu khởi phát rồi, thấy không nha. Và nhìn vào thì các bạn thấy không, nếu chúng ta muốn mà thuốc mà mạnh tác dụng nhanh chúng ta sẽ lựa gì các bạn? Prasugrel hoặc ticagrelor hơn là clopidogrel. À, vì vậy cho nên khuyến cáo đối với hội tim 2020 Hoa Kỳ là hay là châu Âu là gì? Thứ nhất, aspirin mới vô chúng ta phải cho cái liều cao cao, liều tải là 150 tới 300. À, liều uống. Và sau đó chúng ta cho duy trì, và class 1A, class 1 chứng cứ A là bằng chứng rất là mạnh. Và chúng ta sẽ cho thêm một kháng cái tập tiểu cầu là ức chế P2I12. À, và các bạn thấy không, là prasugrel và clopidogrel và ticagrelor được ưa chuộng hơn là class 1B, mức chứng cứ B, còn
Rapidorel chỉ khi Rasurel hoặc Tirela không có sẵn, không có thể gì à, hoặc là bệnh nhân đó bị chống chỉ định với hai thuốc này thôi nha, tại vì nó yếu hơn, thời gian khởi phát tác dụng chậm hơn. Còn ở Việt Nam mình nó có một cái lý do, các bạn phải nhớ là clopidogrel chúng ta có trong bảo hiểm, còn ticagrelor chưa vô bảo hiểm, còn prasugrel thì chưa về Việt Nam nha. Rồi, và giữa hai thuốc ticagrelor và prasugrel thì sao? Năm 2019 nó có một nghiên cứu là ISA REACT à, trên hơn 4.000 bệnh nhân, thì trong trường trong đó thì hơn phân nửa là hội chứng mình cấp không ST trên. Người ta so sánh giữa ticagrelor và prasugrel thì người ta thấy rằng prasugrel làm giảm các biến cố hơn có ý nghĩa so với ticagrelor. Các bạn thấy HE đâu của ticagrelor là 1,36 nha. Và cho nên sau cái nghiên cứu này thì nếu có điều kiện và bệnh nhân không chống chỉ định với prasugrel thì người ta sẽ ưa chuộng prasugrel hơn. Các bạn thấy không? Khuyến cáo là sao? Prasugrel nên được lựa chọn hơn so với ticagrelor đối với hội chứng mạn cấp không ST trên mà bệnh nhân đi chuẩn bị đi làm PCI. Đó là cái mới của năm 2020. Nhưng có một cái mới nữa các bạn cần nhớ. Đó là bệnh nhân hội chứng mạn cấp không ST trên, nếu chúng ta muốn mà chúng ta có chiến lược điều trị tái thông mạch vành sớm, có nghĩa là bệnh nhân nguy cơ hoặc là chúng ta dự trù trong vòng 2 giờ 24 giờ thì chúng ta chỉ cho aspirin và chúng ta không được cho ức chế P2B2 cho tới khi chúng ta đã biết giải phẫu mạch vành. Anh nghe chị em nhé. Là bởi vì sao? Các bạn cho bệnh nhân chụp mạch vành xong thì các bạn mới biết được là ca này các bạn nong được hay là các bạn phải phẫu thuật bắt cầu. Mà nếu các bạn cho bệnh nhân lớp 8 viên clopidogrel hoặc là 2 viên ticagrelor hoặc là 6 mg prasugrel rồi sau đó các bạn đè bệnh nhân đi phẫu thuật bắt cầu thì các bạn thấy sẽ hao, sẽ rất là khổ, tại vì lúc đó bệnh nhân chảy máu rất là nhiều. Cho nên người ta thấy rằng là đối với bệnh nhân mà hội chứng mạn cấp không ST trên thì khi mà trước khi chụp mạch vành mà nếu bệnh nhân chuẩn bị chụp sớm thì chúng ta chỉ cho aspirin, chúng ta dùng kháng đông, chúng ta để dây họng cách lát liền. Nếu mà chúng ta quyết định nong thì lúc đó chúng ta, các bạn thấy không, hai cái thuốc mà prasugrel hoặc là ticagrelor, các bạn thấy không, thời gian khởi phát nó cũng chỉ có 30 phút thôi. Cho nên ngay lúc đó vừa chụp xong chúng ta chuẩn bị nong là chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống liền ticagrelor 2 viên hoặc là prasugrel 60 mg là nó đã khởi phát tác dụng trong vòng 10 phút rồi, cho nên không cần thiết. Là thứ nhất là sợ chảy máu, nếu như sau đó mình chụp mạch vành ra mà mình lại thấy rằng ở chết rồi ca này không nằm mà đi phẫu thuật bắt cầu. Nguyên nhân thứ hai nữa là có một cái bệnh lý mà nhiều khi chúng ta chụp mạch vành chúng ta mới chẩn đoán phân biệt đối với hội chứng mạn cấp không ST trên, đó là bóc tách động mạch chủ ngực à. Cho nên lỡ mình cho bệnh nhân nuốt mà sau 8 viên clopidogrel hoặc cái kia mà vô mình chụp mạch vành rồi mình thấy chết rồi, ca này nó không phải là hội chứng mạn cấp kiểu truyền thống là nó huyết khối trong lòng mạch vành mà cho bóc tách động mạch chủ ngực nó gây ra đau ngực, thì nếu chúng ta cho đó thì rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Vì các bạn biết rồi, bóc tách động mạch chủ ngực thì là nó rách cái lớp nội mạc, mà chúng ta cho mấy cái thuốc kháng cái tập tiểu cầu vô thì nó rách sẽ càng nhiều hơn. Đó là hai cái điểm mới mà các bạn phải cần nhớ đối với khuyến cáo năm 2020 nha. Đó, tôi nhắc lại nha, là prasugrel thì được ưa chuộng hơn. Và bây giờ thì với những cái thuốc kháng cái tập tiểu cầu mới và mạnh và két thì cái ức chế thụ thể 2B3A bây giờ rất là ít dùng nữa nha. Và người ta nhắc lại lần nữa nè, không có được dùng thường quy ức chế P2B2 ở bệnh nhân mà chưa biết giải phẫu mạch vành, có nghĩa là chưa chụp mạch vành. Mà nếu bệnh nhân đó được dự trù là can thiệp sớm, có nghĩa là bệnh nhân được can thiệp trong vòng 2 giờ 24 giờ là đừng có cho. Chúng ta nhất là trong vòng 2 giờ chúng ta sẽ bị vướng như vậy đó nha. Nếu mà early invasive là chúng ta không dùng. Rồi. Về kháng đông thì hàng đầu là heparin không phân đoạn. À, nếu không thì chúng ta có thể dùng enoxaparin nha. Và còn không nữa là class 2B thì 2A, còn 2B đó là bivalirudin. Và các bạn nhớ làm sao?
là nếu bệnh nhân mà nông xong thì các bạn nên ngưng đi, tại vì sau đó chúng ta giải quyết rồi, chúng ta đừng có mà tiếp tục kháng đông làm chi nữa, không cần thiết. À, như vậy nói túm lại là gì? Thuốc chống huyết khối đối với chống kết tập tiểu cầu là aspirin mọi bệnh nhân trừ khi chống chỉ định, ức chế thụ thể P2 12 cho mọi bệnh nhân trừ khi chống chỉ định, và nhớ nếu bệnh nhân can thiệp sớm là không dùng trước khi chụp mạch vành, và ưu tiên là gì? Prasugrel hơn là Tegrelor hơn là Clopidogrel, trừ khi là hai cái thuốc trước nó bị chống chỉ định. Còn nếu chúng ta điều trị nội khoa trước và can thiệp sau thì trong trường hợp đó chúng ta có thể dùng Tegrelor hơn là Clopidogrel nếu chúng ta trì hoãn nha. Và ức chế thụ thể P2B3A, à, thuốc ức chế kết tụ tiểu cầu chỉ khi bệnh nhân can thiệp mà có chứa huyết khối hoặc là huyết khối lớn thôi, chứ bây giờ rất là ít dùng nha. Tại chúng ta càng dùng nhiều thuốc chống huyết khối thì bệnh nhân càng dễ bị biến chứng xuất huyết. Kháng đông nếu chúng ta can thiệp sớm là nhớ heparin không phân đoạn là ưu tiên một, kế đến là enoxaparin, kế đến là bivalirudin, cái này là mới nè. Còn chúng ta điều trị nội khoa trước và chúng ta can thiệp chương trình sau thì chúng ta có thể lựa chọn hoặc heparin không phân đoạn, hoặc enoxaparin, hoặc fondaparinux trong vòng 8 ngày. À, và khi can thiệp thì chúng ta thêm heparin không phân đoạn, bởi vì nếu chúng ta dùng fondaparinux không thì có thể khi nông mạch vành nó thể tăng biến cố huyết khối. Rồi, đó là giai đoạn cấp. Còn giai đoạn sau, à, khi chúng ta đã can thiệp tái tưới máu rồi chúng ta làm gì? Chúng ta phải nhắc bệnh nhân là thay đổi lối sống, chúng ta phải giúp bệnh nhân kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường. Chúng ta cho bệnh nhân một số thuốc chống huyết khối tiếp, statin, các thuốc hạ lipid, các thuốc giúp cải thiện dự hậu bệnh nhân ở nguy cơ cao, ví dụ như là ức chế beta, ức chế renin, aldosterone, ức chế mineralocorticoid, ức chế bơm ở những bệnh nhân nguy cơ xuất huyết tiêu hóa cao. Và nếu bệnh nhân còn đau ngực chúng ta mới cho nitrat, ức chế beta, giảm cân xe điện. À, thì thay đổi lối sống là một điều rất quan trọng, và muốn thay đổi lối sống à thì chúng ta phải có một cái team, một cái đội ngũ đa chuyên khoa các bạn nhớ, và thậm chí cả bác sĩ tâm lý nữa. À, bệnh nhân có cần nha, các bạn có bác sĩ tim mạch, bác sĩ đa khoa điều dưỡng, à, chuyên gia dinh dưỡng, vật lý trị liệu ha, phải giúp người ta xây dựng chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục, bỏ thuốc lá, và thuốc, à, người ta phải cải thiện về mặt tâm lý nữa, người ta phải chấp nhận và nhớ là chẳng hạn những cái chuyện khác, ví dụ chích ngừa, à, cúm mùa hay phế cầu là các bạn phải nhắc nha. Và cải thiện thay đổi lối sống là các bạn rất là quan trọng nha. Thay đổi lối sống thế nào thì các bạn sẽ coi thêm trong bài, ví dụ như bỏ thuốc lá nè, ăn ăn hạt, ăn trái cây nhiều, tập thể dục, giảm cân ha. Rồi đó, những cái phần này các bạn sẽ coi trong bài, tôi sẽ gửi sau nha. Rồi, câu hỏi đặt ra là bây giờ chúng ta thùng sau khi chúng ta đã can thiệp rồi, chúng ta nông rồi, bây giờ chúng ta dùng thuốc chống huyết khối bao lâu? Chống huyết khối đương nhiên ra viện, các bạn thấy không, kháng đông là chúng ta nông xong là chúng ta ngưng rồi, còn bây giờ chúng ta dùng thuốc chống huyết khối là còn lại kháng cái tập tiểu cầu chúng ta dùng như thế nào? Nếu bệnh nhân, chúng nó sẽ dựa vào hai chuyện, thứ nhất là nguy cơ biến cố thiếu máu cơ tim cục bộ, thứ hai là nguy cơ chảy máu. À, nguy cơ chảy máu mà càng cao thì thời gian thuốc kháng cái tập tiểu cầu kép càng ngắn, chẳng hạn như rất cao thì chúng ta dùng có thể 1 tháng là A là cái gì, aspirin, C là clopidogrel. Những bệnh nhân nguy cơ chảy máu rất cao thì chúng ta nên dùng thuốc ức chế thụ thể P2 12 yếu, đó là clopidogrel, 1 tháng có thể ngừng. Còn ngược lại, nguy cơ chảy máu mà nó càng thấp thì thời gian chúng ta mà nguy cơ mà gì nữa mà thì chúng ta sẽ dùng phác đồ chuẩn là 12 tháng khác cái tập tiểu cầu kép. À, và nếu như nguy cơ chảy máu thấp nhưng nguy cơ mà bệnh nhân bị biến cố thiếu máu cơ tim cục bộ cao thì chúng ta còn có thể kéo dài thêm nữa. Còn nếu mà nguy cơ chảy máu mà nó ở giữa giữa thì chúng ta sẽ có thể thay vì 6 12 tháng chúng ta có thể thay bằng 6 tháng hoặc là 3 tháng. À, các bạn coi đây nè. A là aspirin, C là clopidogrel, P là prasugrel, T là tegrelor, còn E là rivaroxaban, là cái giai đoạn mà sau 12 tháng chúng ta có thể dùng cái rivaroxaban, aspirin hoặc rivaroxaban, hoặc là aspirin còn tegrelor, hoặc là prasugrel, clopidogrel.
trên 12 tháng ở những bệnh nhân mà nguy cơ thiếu máu cục bộ cao. Những bệnh nhân nào? Bệnh nhân nhiều bánh mạch vành, bệnh nhân rối loạn lipid máu, bệnh nhân đái tháo đường. À, thì những trường hợp này chúng ta nên dùng kéo dài. Và nguy cơ chảy máu chúng ta dựa vào cái gì? Chúng ta dựa vào thang điểm Precise Dash. Cái này các bạn có thể kiếm được cái app và các bạn nhập vô, hoặc thang điểm của ARCHBR mà chảy máu cao. Cái này các bạn có thể tra được nha. Cái này là cái bảng Việt hóa tôi lấy trên slide này, các bạn thấy không? Thấp cao chúng ta dùng thì ATP thì nó cũng vậy thôi. Còn đây là những cái phân tầng. Nếu bệnh nhân mà càng nhiều thì chúng ta sẽ càng kéo dài sau 12 tháng. Ví dụ bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân đã đây là lần nhồi máu cơ tim thứ hai, bệnh nhân nhiều nhánh mạch vành, bệnh nhân bị biến cố sớm, à, hoặc là đặt stent nhiều, thì những trường hợp này thì càng nhiều chúng ta sẽ nên kéo dài thời gian dùng kháng chế tạo tủy cầu kép nha. Rồi còn trên 12 tháng thì chúng ta có thể dùng là aspirin cộng với rivaroxaban hoặc là clopidogrel, hoặc chúng ta dùng prasugrel, hoặc chúng ta dùng ticagrelor ha. Nó là nguy cơ mà biến cố thiếu máu cơ tim cục bộ nhiều thì chúng ta mới dùng 12 tháng, còn phác đồ chuẩn là 12 tháng. Còn chảy máu nhiều thì chúng ta có thể rút lại còn 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc là dưới 1 tháng. Rồi sau đó chúng ta dùng đơn mà thôi. Rồi những cái thuốc khác ví dụ như giảm lipid máu. Các bạn thấy mục tiêu là giảm dưới 50% hoặc là và hoặc đạt được 1,4 mmol, có là dưới 55. Nếu các bạn dở ra lai Hoa Kỳ thì dưới 70, mà châu Âu thì họ tích cực hơn, họ muốn giảm dưới 55. Còn nếu mà bệnh nhân đây là lần thứ hai bị biến cố trong vòng 2 năm thì người ta đòi xuống dưới 40 là một con số không tưởng ha. Thường chúng ta dùng statin là đã khó rồi. Nếu không đạt mục tiêu sau 4-6 tuần chúng ta dùng thêm một thuốc là ezetimibe. Và nếu không được nữa thì chúng ta dùng thêm ức chế PCSK9. Cái này nó chưa về Việt Nam bởi vì nó rất là đắt ha, nó là nha. Còn đối với để mà cải thiện dự hậu, bệnh nhân có suy tim ơ ép giảm hoặc bệnh nhân đái tháo đường mà thận mạng thì chúng ta sẽ có chỉ định dùng ức chế men chuyển hoặc chặn thụ thể. Và chặn beta có chỉ định khi nào? Nếu bệnh nhân suy tim ơ ép dưới 40%. Ức chế thụ thể mineralocorticoid thì chúng ta đó là eplerenone, nhưng Việt Nam chúng ta không có, chúng ta chỉ có spironolactone là ở ép dưới 40%. Và đừng quên cho thêm ức chế bơm bổ tông ở những bệnh nhân nguy cơ xuất huyết tiêu hóa cao. À, và nhớ nếu chúng ta dùng clopidogrel, người ta vẫn khuyên là nên tránh omeprazole, esomeprazole bởi vì nó có một số nghiên cứu in vitro cho thấy có sự tương tác. Như vậy, để kết luận thì hội chứng mạch cấp không máy tê chân là do tắc không hoàn toàn mạch vành do huyết khối hình thành tại chỗ. Như vậy cái sự tái tưới máu nó không quá khẩn cấp và không cần phải tiêu sẻ huyết. Chiến lược vào thời điểm điều trị tái tưới máu dựa vào phân tầng nguy cơ. À, nguy cơ cao thì chúng ta tái tưới máu sớm, nguy cơ thấp chúng ta phải làm stress test. Thuốc chống huyết khối rất là quan trọng, cân bằng giữa nguy cơ thiếu máu cục bộ và xuất huyết. Như vậy chung là chúng ta phải xử trí gấp cứu biến chứng, giảm đau và giảm biến cố về sau. Rồi bài đến đây là hết nha. Còn đối với hội chứng bành cấp mà độ nhiều trị nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên thì tôi chỉ nhắc một cái slide cho các bạn thôi. Là do nó tắc hoàn toàn cho nên chúng ta sẽ có nhớ là nó có deadline nha. Là trong vòng 12 giờ đầu. Trong vòng 12 giờ đầu các bạn phải tiêu sợi huyết hoặc là các bạn tái tưới máu bằng can thiệp mạch vành cấp cứu. Đây cái hình đây nha các bạn. Còn các bạn sẽ tôi sẽ gửi video cho các bạn nhớ không? Trong vòng 10 phút chẩn đoán và nếu mà thời gian tới PSI trong vòng 120 phút, mà nếu trong vòng 12 giờ đầu nha thì các bạn sẽ nồng và thời gian mục tiêu tối ưu là dưới 90 phút. Còn nếu các bạn nhắm là các bạn tổ tới chỗ 5 trên 120 thì các bạn tiêu sợi huyết trước nha. Và sau đó thì nếu tiêu sợi huyết thất bại chúng ta phải nâng cứu vãn. Còn nếu mà dù tiêu sợi huyết thành công đi nữa thì các bạn cũng phải cho bệnh nhân chụp và can thiệp trong vòng 2, ít nhất 2 giờ và trong vòng 24 giờ đầu. Và nhớ rằng chỉ có nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên thì mới có tiêu sợi huyết. À,
Và thời gian deadline của nó là dưới 12 giờ, đương nhiên càng sớm càng tốt nha. Đó là sự khác biệt, nhớ chưa? Trong nhồi máu cơ tim cấp acetylen lên thì bắt buộc phải tái tưới máu và chúng ta có tiêu sợi huyết. Và nếu nếu mà PCI luôn luôn nong mạch vành luôn luôn được ưu tiên hơn tiêu sợi huyết, chỉ trừ khi nếu mà thời gian từ lúc chẩn đoán cho tới lúc nong mạch vành mà nó trên 120 phút thì chúng ta phải tiêu sợi huyết trước để cứu vãn cơ tim, sau đó chúng ta chụp kiểm tra sau. Rồi giờ hết giờ rồi đó, các bạn thấy không, tôi nói như là bắp nổ mà còn không kịp giờ nữa, thấy không? Rồi các bạn gửi email cho cô sẽ gửi slide, cô gửi bài cho. Còn cái bài Word mà của hội chứng mình cấp không ST trên thì cô xin lỗi là cô chưa soạn xong. Còn cái bài trong sách giáo khoa là của thầy Vinh thì là bài đó các bạn cứ đọc đi, nó không có một số thay đổi cô đã dạy rồi. Còn tương lai sách mới bộ môn sẽ ra 2023 là cô sẽ soạn phần đó nha. Rồi các bạn có gì thắc mắc nữa không? Alo? Hay là cái đầu nó đầy, cái đầu nó đầy rồi? Alo? Alo, còn gì thắc mắc không? Dạ con thôi, con hiện tại không có thắc mắc gì hết đó cô. Rồi, không có thắc mắc thì chúng ta nghỉ ha. Cũng tội nghiệp tụi em học 7 bài rồi, chắc là đầu óc nó lùng bà lùng bùng rồi. Nếu mà có gì thắc mắc thì các bạn sẽ email cho cô đi cũng được nha. Nha. Nếu các bạn thắc mắc các bạn email theo cái email này nè. Tại vì thực ra cô hay chuyển cái email Gmail hơn nha. Nếu các bạn thắc mắc thì cô biết bây giờ các bạn học 7 tiết rồi liên tục. Ủa mà 7 tiết là từ sáng tới chiều á hả, hay là xà chiều không mà 7 tiết? Sáng chiều cô, sáng 4 tiết, chiều 4 tiết nữa cô dạy là thành 8. À nha, tụi bay là tẩu hỏa nhập ma rồi, thôi cho tụi bay nghỉ đi, rồi từ từ đầu nó nguội lại rồi suy ngẫm lại nha, chưa nha. Rồi cái gì vậy, ha, rồi chào các bạn nha. Dạ Rồi chào cô. buổi Chào tối cô. thư giãn vui vẻ để ngày mai có sức học tiếp nha, coi bài cũ ha. Rồi.